Sang chào buổi sáng cả mọi người nha. Sáng hôm nay thì Sang với mấy đứa, mấy anh em Sang thì ở trên ruộng rất là sớm nha mọi người. Trên tay mấy đứa thì có cầm xô với rổ. Mấy đứa giơ xô với rổ của mấy đứa lên đâu. Đứa nào cũng cầm một cái xô với lại một cái rổ hết cả mọi người. Tại vì ngày hôm nay Sang với mấy đứa sẽ làm một cái video là thử thách một ngày đi tát cá ở những cái ruộng chỗ Sang nha. Tại vì ruộng chỗ Sang bây giờ đã vào mùa nước cạn rồi mọi người, là mùa cắt lúa. Và những cái ruộng bắt đầu khô dần và nó gom thành những cái hố nước. Và Sang với mấy đứa sẽ đi kiếm những cái hố nước đó. Mình đi tát những cái hố nước đó và bắt cá nha. Vậy với mấy đứa, trước giờ anh với mấy đứa đi tát hố nước hoặc là đi câu cá bắt cá, mình toàn là tát xong về mình ăn đúng không? Nhưng mà hôm nay mình không có nướng ăn nha. Mà Sang với mấy đứa sẽ đi tát cá một ngày. Mình tập hợp lại xem là một ngày mình bắt được bao nhiêu cá, xong rồi mình mang đi bán nha. Để coi một ngày mình kiếm được bao nhiêu tiền nha. Giờ thì Sang với mấy đứa sẽ đi kiếm một cái ruộng khô, những cái hố nước mà mình tát nha. Thôi giờ mấy anh em sẽ đi thôi. Đi nãy giờ thì Sang với mấy đứa đã phát hiện được một cái hố nước mà mình có thể là tát cá rồi nha mọi người. Ở đây thì bên đây ruộng có một cái hố nước, nó trải dài xuyên qua cái ống cống, nó đi qua bên cái ống cống phía bên kia nha. Là hai cái hố này nó thông với nhau. Năm nào thì Sang cũng ra đây tát hết cả. Cái hố này thì có rất là nhiều cá luôn nha. Tại vì nguyên cả cái khu ruộng to này thì nó dồn về cái hố này. Bây giờ thì mấy anh em Sang quyết định là đắp cái hố này để tát nha. Thái với lại Hậu thì đắp bên kia. Còn bên đây thì Hùng với lại Trương với lại Dảnh là đắp bên đây nha. Hố nước nãy giờ thì Sang với mấy đứa đã đắp sình xung quanh rồi nha mọi người. Bây giờ thì mấy anh em Sang chuẩn bị tát. Giờ dành với mấy đứa. Hôm nay á mấy anh em mình sẽ đi bắt những cái con cá mà có thể bán được nha. Còn những cái con như là cá lau kiến này kia thì Sang với mấy đứa sẽ không bắt. Chủ yếu là mình sẽ bắt cá lóc, cá rô, cá trê này kia trên ruộng á. Xong rồi mình mang về mình bán thử xem là có hay không. Được chưa? Giờ mỗi đứa thì đã có một cái xô rồi. Giờ mấy anh em sẽ xuống để tát cái hố nước này nha. Bây giờ nha. Cái hai cái hố này thì nó thông nhau nên giờ là ba đứa bên kia, ba đứa bên đây nha. Vậy là Trương này, Quỳnh với lại Dảnh là bên kia. Còn là ba đứa này bên đây. Rồi tát đi mấy đứa ơi. Ba đứa kia qua kia, ba đứa bên đây. Đó, giờ thì cứ múc nước đổ ra ngoài đây. Đó, như Hùng vậy đó. Cái hố này thì cũng không sâu lắm đâu mọi người. Bước vô trong luôn Thái, bước vô trong luôn Thái. Sâu không? Cạn nhưng mà hai cái hố này thông nhau nha. Trước khi tát thì mình sẽ để một cái rổ lên phía trước đây này. Để một hồi có cá thì nó dính vô cái rổ luôn, tát không ấy. Cứ múc nước ở trong hố đổ ra thôi. Rồi có Hùng với lại Hậu bên đây mọi người. Kiểu như là không làm mà đâu có ăn ha Hùng. Không làm mà cũng có ăn chứ. Tại vì đâu cần phải tát đâu. Là do cái hố này nè, nó xuyên qua cái ống cống qua bên kia. Nên đội bên kia nó tát á, thì bên đây nó cạn luôn. Nên giờ thì móc xin đi, móc xin đi. Ừ, cho nó lòi cái ống cống ra. Cái ống cống này bự lắm mọi người. Đây này, nó nằm dưới đó nha. Đó mấy đứa nói chuyện đây nghe luôn mà. Cứ móc hết xình ra thôi, để lát chui vô. Cái hố này do là mùa nắng á, nên tát một xíu là nó cạn rồi nha. Mọi người xem cái hố này nè. Phía bên đây á, thì nó có cái ống cống để xuyên qua cái hố bên nhóc Hùng á. Hùng ơi, nghe không? Nghe. Ở đầu bên kia là nhóc Hùng nha mọi người. Cái ống cống này khá dài á, nên Sang với mấy đứa sẽ tát cạn xong mút hết xình. Xong rồi chui vô trong đó để mà mò cá nha. Cái hố bên đây á, thì đã cạn rồi nha mọi người. Nên bây giờ thì cho giao nhiệm vụ cho bốn đứa là bắt cá bên đây nha. Còn Sang thì sẽ qua bắt cá bên kia cùng với nhóc Dảnh.
bên nhánh cạn chưa? Cạn rồi. Bên đây là cái hố bên dốc dãnh này, hai cái hố này thì nó xuyên với nhau nha. Rồi mò luôn bắt cá đi. Còn một ít nước thôi, không tát nữa. Giờ sang với mấy đứa mò luôn. Lấy cái rổ này vớt nè mấy đứa ơi. Đây đây. Con cá trê. Đây, lấy cái rổ đi. Ê, một con cá trê nha. À, đi tát cá này là chủ yếu là cá trê mọi người. Nè, bắt bỏ vô đây nè. Bắt bỏ xô nha. Đó. Hai con bự lắm. Ôi đây có hai con. Bên nhà không có gì không? Bên đây có hai cái lóc nè. Ôi bắt cái dãnh này. Ôi mọi người xem cái hố này nè. Do tối quá sao bật đèn nha. Bên em có sừng con. Không quên. Đấy, một con. Ôi trời ơi nó bự. Một con. Nó bự chứ không xảy đâu. Một cặp luôn. Cà phê nữa này. Bắt hết đi Quỳnh. Ui đây một con cà phê nữa nha. Quăng lên, quăng lên. Hai con. Đi, cứ quăng hết lên đi. Hai con cá lóc rồi nha. Khá to luôn, vì cái hố này cũng thành công đấy. Cà phê quá trời trong. Cái lọc kiến. Đây, một con cà phê nữa nha. Cà phê nhỏ. Cà phê nhỏ. Bắt dùng hết đi. Con nào hồi mình bỏ vô hố nước khác, không ở đây nó cũng chết à. Ui, cá sặc quá trời luôn. Cà phê à, quăng lên. Ui, một con cà phê. Bỏ vô cái rổ của mình đi. Ui, dẫn chú vô luôn hả? Hả? Cái hố này thì vừa dốc dãnh nha mọi người. Cái lô kiến. Cái chuyền rau ở đây anh bắt. Cái lô kiến nhỏ nè mọi người. Nè, để cái rổ này. Quỳnh vô luôn đi, Quỳnh vô luôn đi. Cái lô phi bỏ vô. Đấy. Ui, hai đứa thì nó chui vừa nha. Mấy đứa nhỏ nhỏ thì chui vừa cái cống này thôi. Còn bự thì không chui vừa đâu. Coi chừng cá chê đâm nha mấy đứa, biết không á? Cái rô. Cái rô hả? Bự lắm. Ui, cái rô. Cái chốt kìa, coi chừng cá chốt đâm nha. Đó, một con cá chốt nữa. Mấy đứa xích vô cho anh mồi á. Dạ. Nhìn mấy đứa bắt cá cũng thấy không? Ui, nhóc mình nó bò kìa. Ôi, con cá, con cá luôn. Ừ. Anh hả? Lấy rồi đâu. Này chui vô thì quay không được. Chui mấy đứa nhóc có mò thôi. Mình cứ né ra coi dãnh coi. Dạ. Ui, cái rô nhiều lắm. Đây đây. Ui, cái rô quá trời luôn. Cái gì bự kia kìa. Cái gì bự hả? Dạ. Bự sao quá. Ai sao mình chui vô đây. Xin kẹp luôn. Ui cái rô nhiều thiệt. Có cái rô bự chó lửa luôn nha. Xin dắt đây đâu rồi. Ui xe giúp mình này. Nhớ thôi. Cái rô quá trời luôn. Dạ nó ngoài nha anh bác. Dạ. Con cá rô này sao? Có cá nhiều không Quỳnh? Có. Con cá rô này. Đây nha. Ui, cá rô bự. Cá rô nhiều hả? Ừ, mà không bắt được chứ. Nó chật quá. Giờ chết này. Cá rô. Cá rô hả? Dạ, ôi xảy rồi. Mình chịu vô ống cống thôi. Cá rô nhiều lắm, không bắt được. Bên kia có cá rô trời kìa sao? Mà chưa không được. Chưa. Sao cho con ra nó kéo ra cho thấy. Kéo ra, kéo ra. Kéo mình. Khó thở quá. Để kéo Quỳnh ra. Quỳnh ơi ra Quỳnh ơi. Ôi cá nhiều mà không bắt được hả? Dạ. Ôi mình kéo ra nó nằm ngoài đây nè. Ui nó nằm ngoài đây nè. Ít lắm. Bỏ đi mò ngoài đây. Đó bắt cái cá luôn kia. Ôi kia nhiều cá đó hả? Dạ. Bỏ trừ luôn. Ở khúc nào? Khúc kia đó đó. Khúc bên trường hả? Dạ. Đây ra mò thử trong đó thử coi. Con kiến. Con cá rô bự nè.
Kéo ra nó ra ngoài nè, anh đẩy nè. Phóng vào đây luôn. Phóng vào đây đó. Còn cái đuôi nè. Cái đuôi nè, cái đuôi nè. Ủa bự lắm luôn nè. Ôi. Lâu luôn. Anh sang cho vô luôn hả? Đó, ăn vô luôn. Có gì kéo ra cho Quỳnh. Dạ. Ô, khúc trên kia cá bự bự không à. Tôi con cái chi bự bự bên trái rồi. Đó, con cái chi ra luôn rồi. Mày con cái chi đăng này. Cá này. Quỳnh, cá Quỳnh. Cá quá trời. Kéo ra Quỳnh. Kẹt nữa. Kéo ra kẹt nữa rồi. Kéo mà lên, kéo mà lên. Kéo coi, kéo mà lên. Phân lên. Kéo, kéo ra quá trời luôn. Kéo ra quá trời luôn. Kéo ra. Ui, đổ ra. Hố khác nha. À, cái hố này thì cá rất là nhiều mọi người, nhưng mà bị một cái là nó nằm trong cái ống cống này này. Sang như mấy đứa nhóc thì chui vô không có vừa mọi người. Mấy năm trước thì còn nhỏ thì chui vừa, năm nay bự rồi đúng không? Nên chui không vừa nữa, thôi bỏ cuộc. À, nhưng mà thành quả thì đây này, được hai con cá lóc to, rồi cái rổ dưới do lên thấy được một rổ cá rô luôn nha mọi người, chắc là khoảng tầm cả ký cá rô á, với lại cá chê, rồi cá lau kiến nữa. Thôi lên mấy đứa ơi, mình đi kiếm một cái hố khác. Cái hố này thì còn nhiều lắm mọi người, nhưng mà không bắt được thôi. Giờ Sang với mấy đứa sẽ đi kiếm tiếp một cái hố khác. Hôm nay tát nguyên cả ngày hôm nay luôn. Dảnh với lại Quỳnh nhìn đây này, Dảnh với Quỳnh nhìn đây này, mọi người xem mặt của mấy đứa này. Đây này Thái này. Giờ thì mấy anh em mình tiếp tục đi nha. Đi qua bên kia có cái ao. Giờ Sang với mấy đứa sẽ đi tát ao nha mọi người, không có tát hố nữa. Tát hố này thì cực quá. Thôi đi mấy đứa. Nặng cá không rồi hậu? Chắc con được 2-3 kg mọi người. Cũng có bội thu rồi phải không? Tại vì cái hố này Sang với mấy đứa tát cũng có tí xíu xong rồi. Khi nãy Sang với mấy đứa định là tát ao, nhưng mà ra tới nơi thì ao đã bị người ta tát rồi, nên Sang với mấy đứa quay trở về cái giếng nha mọi người. Cái giếng này thì hôm bữa Sang với nhóc Dảnh có mò ở đây một lần nè, nhưng bữa đó mò không người ta không được phải không Hùng? Dạ. Tại vì hôm bữa nước sâu mọi người, nên hôm nay Sang với mấy đứa quay trở lại đây mình tát luôn nha mấy đứa. Dạ. Nhưng mà quan trọng là cái cách tát như thế nào đây này, tại mọi người xem. Chiền qua đi. À, chiền hả? Dạ. Người đứng đây, đứng đây hả? À, người một người đứng dưới đúng không? Dạ. Một người đứng trên đây và một người đứng ngoài kia, rồi mình chiền nhau mình đổ ra ngoài nha. Dạ. Chứ tại cái giếng này cũng khá sâu mọi người. À, nhưng mà tát chắc khoảng tầm 1-2 tiếng là cạn à. Bây giờ ai là người đứng xuống dưới? Em. Hùng với Trương nha, bự xuống dưới, rồi hai đứa xuống dưới, rồi ba đứa lên trên. Dảnh đứng đây đi. Dảnh tay gãy thì đi ra. Thái đứng đó, Hậu đứng đây đó, rồi Quỳnh qua bên kia đứng đi, đưa xô cho anh Trương đi. Đấy, giờ là không bắt cá nha mấy đứa, tát cho cạn hết rồi mình bắt một lần luôn nha. Giờ thì chuyền nhau đi, rồi giờ thì mấy đứa nó chuyền nhau nha, do cái nước này nó sâu mọi người. Đấy, Hùng múc xong rồi chuyền cho Thái. Đó, Thái sẽ chuyền cho Hậu, rồi Hậu tạt đi. Đó, tạt ra ngoài. Rồi tiếp tục như vậy thôi. Bây giờ Sang cũng đặt điện thoại xuống phụ mấy đứa thôi. 1 2. Mọi người xem nhóm của Sang tát nước này. Nên chuyên nghiệp phải không? Hùng á thì nó chuyền nó cho Thái. Thái xong rồi đầu là nó chuyền nó cho Sang. Rồi Sang là hất nước ra ngoài nha. Không nổi. Cứ như vậy thôi. Hối hợp gì chạy. Ôi, vô đầu. Cái này thì mới hồi cạn đúng không mấy đứa? Dạ, nhanh mà. Đó, nó không cạn rồi. Nãy giờ sau gần 1 tiếng đồng hồ Sang với mấy đứa tích cực tát á mọi người, thì mọi người xem đây này, cái giếng nước á chỉ còn là một xíu nước thôi, nhưng mà để một xíu nước mình mò cho đã phải không mấy đứa? Dạ đã. Chứ mà tát cạn hết thì con cá nằm lên trên nó mò không sướng nha, tại vì Sang với mấy đứa toàn là thích mò cá thôi. Thôi giờ xô đâu, rổ đâu, rồi mấy anh em mình mò thôi. Xuống đi. Cái này là cái giếng nước á mọi người, nên mọi người xem này, có nước ngầm nó chảy ra nha. Đây là cái mạch nước ngầm của nó này, đây là cái mạch nước ngầm này nó chảy ra, nên mình tranh thủ mình mò thôi. Ui, cá rô nhiều lắm. Đâu bỏ chết luôn, bỏ chết luôn. Cái gì vậy? Cá đầu kiến. Ui, bỏ rổ đi.
Có không? Có. Cái gì? Ôi, cái chê. Cái chê hả? Cái chê này, cái chê. Ôi, cái rô. Ui, mọi người thấy đá không? Sao? Dưới chân em. Hả? Đây, đây, đây. Cái gì? Cá đu kiến nè, cá đu kiến. Ôi, bỏ vô rổ. Đây nè, ơi. Đây nè, cho. Cái gì, cái gì? Đây nè. Bỏ xấu. Cái giếng này kiểu như là đó giờ đâu có ai tát đâu mọi người. Nên hôm nay Sang với mấy đứa tích cực tát. Ui con cá chê đã ghê không. Ui đã thì đổ, đổ ra đây đi. Ôi chưa. Ôi mất luôn. Sao nó nằm dưới giếng rồi. Ui cá lóc kiến rồi hả? Nè. Ba thằng cá lóc kiến luôn. Cá lóc kiến này không bán được thì mình nướng nha. Bự quá. Đây. Ui cá rô hả? Sao không mò trúng mà mấy đứa mò hay thiệt. Ui cái trời, cái này cái... nhiều nhiều lắm nè. Nhiều cá rô lắm nè. Hớt lên, hớt lên. Ui. Cá sẹn nè mày, cá dặn. Ôi nó lúng với sình. Sao nó bắt được cái này? Con cá chê nè. Rồi bỏ vô luôn. Cá chê sao ghẹt. Bỏ vô đây. Đây, một con nữa. Đây, nãy giờ mò xíu được như đây rồi nha. Con cá rô. Ôi, con cá chê đó hả? Dạ. Ừ luôn nè. Rồi, bỏ vô sâu nó đâm á. Ui, cái chê mọi người xem này, khủng khiếp không? Ui trời, cái chê cả ký luôn, ui nó nhảy à. Đấy, lấy cái rổ hố đi. Mò hết cái rô luôn nha mấy đứa. Hôm nay mình... Nhiều cái rô lắm á. Ừ, nó chuối sình. Sao anh không thấy con nào ta? Nước nó bắt đầu dâng lại nha mọi người. Rồi cái chê bự. Cái chê chui vô chân anh. Đây, lấy cái rổ mình. Ôi trời. Một con nữa. Bỏ vô xô. Cái chê to lắm. Hai con luôn. Ơi. Cá rô hả anh? Cá rô hai tay hai con luôn chứ. Ê, cái chê. Được không nhỉ anh? Cái chê nhỏ. Cái chê khó bắt, nước dâng lên mà. Xíu nước cạn, lát mình cạn, tát tiếp. Cái chê nó bơi vòng vòng. Rồi nó bơi vòng vòng à, cái chê thì nó bơi vòng vòng á. Ôi, nó chui quần anh. Chui quần anh hai lần rồi. Cà rô. Tao chép nữa nè. Cái tao chép lên. Kiếm kèo, mấy kèo nữa rồi. Ôi, cắt rê dẫn đây. Bắt được chi chân. Được chưa? Bắt được đuôi nữa à? Đây. Phô nó kìa. Này. Con. Ơi, đây rồi. Bắt rồi. À, một con nữa. Thêm một con. Bỏ vô cái rổ này. Này. Cho bỏ vô vòng này con. Đây còn con nữa. Mấy. Đây nè. Đây nè. Được chưa sao? Đây nè. Siêu to luôn. Ê, lấy cái rổ cho anh đi quăng lên, nó nhảy xuống như vậy à. Núi gian dần lên. Ôi, một con nữa. Giếng này cá bự thiệt chứ. Còn nữa. Ủa đây nè. Ôi. Không có sải, còn con kìa. Mình bắt được hai. Ôi, này, đó. Đây. Được chưa? Chưa qua chân rồi. Đây. Đâu? Được chưa? Bắt được rồi. Lên. Ủa, có xảy xuống không mà sao bự vậy? Nhiều như vậy? Đây, bỏ với xô đi. Để hồi nó xảy xuống mình mò thấy mò đua hoài mấy đứa. Nè, bỏ với xô đỏ nè. Xô đỏ này hả? Không. Cái đồ bự à? Bỏ vô ấy luôn. Trong đó có hàng đây. Đưa cho anh có cái hàng nè. Dạ. Ở đây có cái hàng nè mọi người. Đây, sao cho người xem đây có con cá rô nó nằm trong đây nha. Đấy. Một con. Chưa ơi. Cá rô. Nè, khó. Mày không biết nữa. Cua. Ui, quá trời cua luôn. Ui. Mấy con luôn. Bắt cua luôn chưa? Đây luôn. Nè, rổ. Bỏ vô. Để mò hết mấy cái hàng, cái ngóc đó. Ui, cá rô đầy trong hang luôn. Ui da, nằm nào. Chú nó sình nhiều lắm á. Ờ, chú nó sình á. Con cua. Cái chê bự nữa hả? Hả? Được không? Nhiều cái chê quá. Cá lóc thì chắc nó nằm trên mấy bờ đá mấy đứa.
Thấy không? Mò con nữa hả? Hồi nãy mò không được con nào hết á. Mò chúng nó chạy. Cá rô nhiều. Con nữa hả? Cá rô nhiều lắm luôn á. Đó. Đây này, mọi người xem dảnh nó mò cá rô nè. Ui, bỏ cá rô vô trong trong thùng đi chưa? Đây đây một con cá. Ui, tăng chim. Một con cá rô nữa. Đây hay không? Vô. Ê chưa. Nó nằm dưới đá. Cá rô nó nằm dưới sình đó mọi người, nó dưới sình nó nằm cặp bờ đá. Giờ mình cứ thọc tay đó đây. Ui. Em bắt được con cá rô kiến. Lao kiến hả? Cá bóng. Cá bóng. Một con cá bóng. Cá rô kiến. Một cái chữ đó. Một con nữa. Con cá rô này hơi bị bự luôn. À, em cũng bắt được con mình nó xảy. Ôi, thay. Cái gì vậy? Rô, cái rô bự. Con cái gấp đá này. À, sang với mấy đứa tính là mò cho hết cái giếng này luôn mọi người, nhưng mà không mò được nha. Tại vì mọi người xem đây này, cá ở dưới thì còn rất là nhiều, nhưng mà mới mò một xíu thì nước đã dâng lên do cái giếng này sâu á, nó có nước mạch nha. À, nên thôi mấy anh em không mò được mà bắt được bao nhiêu đây thôi. À, và đây là thành quả này, dảnh dơn cá trê đây coi. Ui, mà 4 con luôn nha. Rồi tổng kết này, 1 con này, 2 con này, 3 con này. Rồi bỏ vô 4 con. Ui, con này của bầu cái gì vậy? Sao bụng nó bự vậy? 5 con cá trê. Đây là mấy cá lóc kiến để nướng. Rồi đi mấy đứa ơi, tiếp tục mình lại kiếm một nơi mới để mà tác tiếp. Hai chỗ rồi nha, hai chỗ thì thành quả được bao nhiêu đây? Thì sang với mấy đứa vừa mới tác bắt cá ở chỗ cái hố này nha mọi người, là cái hố thứ ba của ngày hôm nay. Định là hôm nay sẽ bắt hết cái hố này xong rồi kiếm một hố nữa bắt, nhưng mà không may là mò hố này thì nhóc Hùng nó bị cá trê đâm nha. Còn đau không? Đau lắm đúng không? Nên cho nhóc Hùng ngồi kia, còn mấy anh em sang chắc lẽ là cho mọi người xem toàn bộ số cá ngày hôm nay mình bắt được, với lại là mình nghỉ nha. À, để đợt khác bắt nữa hay mấy đứa. Hôm nay thì mất hết một người trong nhóm rồi nên thôi nghỉ đi. Rồi đổ ra mình tổng kết là hôm nay mình bắt được bao nhiêu nha. À, đây là toàn bộ cái số cá của mấy anh em sang. Ui. Bây giờ nha đứa, mình sẽ phân chia là cá lóc, cá trê mình bỏ qua xô bên đây, còn cá rô mình bỏ qua xô bên kia để mình anh mang đi bán xem là được bao nhiêu tiền nha. Rồi giờ thì đếm đi mấy đứa. Đây. Ui trời, con cá trê này to ghê không? Mọi người xem này. Cái con này thì bắt ở giếng á. Ui to, coi chừng nó đâm vô tay nha. 3 4 5 6 7 8 9 Bên đây là sô cá trê với cá lóc nha mọi người, cả được một cái sô to luôn. Bao nhiêu đây? Chắc khoảng tầm 3-4 kg á. Sẽ phân chia ra thành hai sô nha. Một sô là cá trê với cá lóc, một sô là cá rô. Và mọi người xem đây là cái sô cá rô đồng này. Đây, nhiều quá nhiều luôn. Hồi nãy mấy đứa đếm là 60 mấy con cá rô nha mọi người. Có mấy cá rô này chắc khoảng tầm 2 kg á. Giờ thì ngày hôm nay tính ra sàn với mấy đứa nhóc chỉ tác được 3 cái ao đúng không? Được 3 chỗ, nhưng mà được bao nhiêu đây? Nếu mà tác được nhiều hơn thì có khi là nhiều hơn. Trời, bây giờ thì còn sớm, nhưng mà do nhóc Hùng bị cái chê đâm á, nên thôi mấy anh em sàn sẽ tạm dừng clip ha. Bây giờ mình sẽ mang cái cá này đi bán để xem ngày hôm nay mình kiếm được bao nhiêu tiền nha. Rồi, cân lên luôn. Đây là cá rô nha mọi người. 1,8 kg. Cá rô này thì người ta mua là 15.000 một ký nha. Rồi còn tới cá trê, cá lóc đổi với bọc tiếp mấy đứa.
Cái trê cá lóc thì đồng giá nha, là 45.000 một ký. 4 ký cho 4 ký 2 cho 4 ký nha. Cá rô thì được 1 ký 8 nha mọi người, còn cá chê thì được 4 ký. Cá rô này thì 15.000 ký, còn cá chê kia 45.000 nha. Cá chê cá lóc là 45 là 207.000. 207.000 thôi con lấy 200 đi. Rồi xong, ngày hôm nay vậy là được 200.000. 200.000 từ thôi rồi được rồi, được rồi, đưa cá cho bạn rồi xong.